Rồi lên đây. Anh lên Bình Thuận. Ba em mà giờ lên trước một em à. Thứ hai là F46 về Tuy Hòa đó. Còn anh mở quay video cho mọi người xem nè, xe mới lắm, có cái đường sới vô dài quá rồi. Cái này á, này về anh cắt luôn cái này luôn, khỏi xài bánh lái luôn. Đưa nó vô trong luôn. Đưa nó vô trong cái lỗ này nè, sẵn ăn đây luôn. Xài nó vô trong á, do cái đời này bánh lái trước nó dài lắm. Rồi chạy qua kia lấy cây gạt đăng nữa. Đúng rồi, đưa vô đó đó anh, đưa vô lỗ đó thì nó ngắn lại. Cái bánh lái trước này xài cũng được đâu, bỏ luôn bánh lái luôn, cắt ngang nó luôn. Sao giờ F46 về đâu chú? Dạ, Phú Yên. Phú Yên hả? Phú rồi. À. Rồi chúc chú làm ăn phát tài nha. Rồi, rồi con cảm ơn nha. Bỏ chú à. Bên xe là đây là chiếc thứ hai trong này. Để giao ba con này, con thứ ba rồi, còn một con nữa. Bốn con. Đấy, khách hàng tin tưởng ủng hộ thôi. Những cái đồ lọc mà phải tháo ra hết. Hạ đồ phải tháo ra để nó vỡ hết mọi người. Vận chuyển về từ Long An về Hải Dương nó cũng xa lắm. Tôi phai rồi. Máy móc mình phải tháo ra hết rồi. Kính rồi đó. Lộ 1A khi đi xuống thì nằm bên tay trái, đây thì nằm bên tay phải. F33 ông chú ở Hải Dương tin tưởng ủng hộ nha. Tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video trong suốt thời gian qua. Nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại một like, một đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Chào tất cả mọi người.